không? Dạ ở đây cũng có YouTuber đến từ Hậu Giang nha quý vị. Thì hôm nay anh em nào ca hay hay dở dụng biết thì ngày mai lên YouTuber lên kênh Nhạc Sống Mini sẽ gặp. Có bản quyền không vậy? Có bản quyền. Em lăn xe thì mời anh boy em là được rồi. Em dễ vậy đó. Vậy là ở đây kết hợp ba tỉnh hả? Bà nghe lạ quá ta. Ba quan đứng sợ em là nam kia. Em nam, em nữ kia cũng. Bận đôi nhớ dòng sông chìm trong mong màu mùa tết, nghe nước cùng nhau như bao mùa thương niềm. Đêm ga đau hơn xưa, để khung trời đầy mây gió mưa, con sông mềm còn có ai đưa, nghe hát kêu lửa dắt gió lùi.
gì quên mẹ nè. Tao biết bóng Việt Nam bị danh. Rồi quay chưa? Có quay chưa? Quay rồi, quay rồi. Đây xin giới thiệu đây quý vị ơi. Mình xin giới thiệu quý vị nha, đây là Bóng Huy Cài Thịa, tên thiệt là Bóng Việt Nam, còn đây là Bóng Cá Rô, Bóng Mỹ ở bên kia, đây Bóng Mình Xẹt. Đó, bóng thằng trong nhóm là thằng nào cũng bóng hết trơn á, quý vị yên tâm đi, tối ngủ chung là biết kết quả liền. Bữa nay hội bóng rồi. Hội bóng rồi. Bóng nhạc bàn rồi, bóng nhạc bàn rồi. Rồi, vô. Có bầu gì đúng rồi. Thằng Bóng lúc tớp, cái thằng Duyên lên đây, không ai chỉ nhỏ mày đâu, mày lo mày lo đi. Cuối ngõ về cuối trời, tái ôm kỳ vọng tình yêu của tôi với người, chỉ còn sót lại tấm hình xin giữ được thôi. Hình hài này xin gặp tôi cùng bờ lê ngõ hẹn xuống. Trong nét mặt nhớ người, hôm đi còn gặp nỉ non xuống tim những lời. Ngày nào nói thẳng tấm hình để bớt lẻ loi. Hình hài để nó đổi, chỉ có mình đôi xuống đời. Từ khi tôi yêu người, chắc trời không tìm được xuôi. Hình hài để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước mong một người chung đôi giờ ta. Mây khói vẫn còn tôi một bóng không hồ. Tại hướng trọt nỗi sầu, đem theo hình ảnh của tôi trong yêu quá nhiều. Và lòng buông quỳ tâm hình để bớt lẻ loi. Vì tình thắm nằm sâu quên thật khó người yêu lúc đầu. Quê người nằm xa, ngày sẽ đưa
ơn để cùng dắt nhau về. Giờ nữa không em, còn ai dặn dò nữa không em. Thôi hãy theo anh, men lối ăn đầm, ta thoát cơn mê. Cùng dắt nhau về. Mình cảm ơn giọng ca vừa rồi rất nhiều. Đứa nào rồi? Bẻ me của ông nội A Kiếp kìa. Ê, cái thằng nào mày chơi viết gì của ông nội mày cũng bẻ nữa mày. Cái thằng nhỏ này hổn. Chắc kỳ vậy? Ai biết ông? Vâng, cảm ơn sự trình bày của các bạn rất nhiều. Thì để tiếp tục tiếp nối chương trình văn nghệ của bữa hôm nay, thì ai có nhạc phẩm gì hay ai là có những cái bài hát yêu thích nào để giúp vui chương trình văn nghệ của bữa tối hôm nay, nhạc của Thanh Nhàn, thì xin mời mạnh dạn bước lên sân khấu hoặc là đến gặp em mời cờ đăng ký nhạc phẩm tự chọn và lựa. Rồi thì để tiếp tục thì xin mời ông anh hai. Cặp bên xin nhà mẹ xem tháng đó ngày nên cho hai đứa
Come on.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.